Bùi Vĩ Hào vừa ghi bàn tình cảm, vừa lập cú đúp lịch sử cho U23 Việt Nam. Trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait, Bùi Vĩ Hào là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi đã lập công với hai cú đúp vô cùng đẹp mắt, thi đấu ở vị trí tiền đạo và hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ BKMX Bình Dương tại V-League. Đấu thăng hoa như vậy, Vĩ Hào may mắn có một hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ và đồng hành với anh trên hành trình theo đuổi sự nghiệp sân cỏ này. Anh chàng kết hôn năm 20 tuổi, bà xã anh có ngoại hình xinh đẹp, khá kín tiếng trên mạng xã hội. Cả hai đã quyết định về chung một nhà sau một thời gian hẹn hò. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ở quê nhà vào tháng 6 năm 2023, trước thời điểm U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá U23 Đông Nam Á. Sau đó, vào tháng 8 năm 2023, Vĩ Hào chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày sinh nhật của vợ, kèm theo lời chúc mừng tới nửa kia, đặc biệt hơn cả chính là bức ảnh vào ngày kết hôn của cặp đôi. Vĩ Hào được biết đến không chỉ với tài năng trên sân cỏ, mà còn với tình yêu và sự chiều chuộng vợ. Vĩ Hào luôn đặt gia đình lên hàng đầu và luôn chăm sóc, yêu thương vợ một cách tận tụy. Điều này đã tạo nên một hình ảnh tích cực và một ví dụ mẫu mực về tình yêu gia đình trong lòng người hâm mộ. Ngoài việc yêu chiều vợ, Bùi Vĩ Hào cũng rất thân thiện và hòa đồng với đồng đội của mình, đặc biệt là Tiến Linh, một cầu thủ xuất sắc và được coi là cỗ máy săn bàn thắng của bóng đá Việt Nam. Bùi Vĩ Hào và Tiến Linh đã có nhiều khoảnh khắc thân mật và hỗ trợ nhau trên sân cỏ, tạo ra những pha kết hợp ăn ý và ghi bàn đẹp mắt. Sự gắn kết và tình bạn giữa hai ngôi sao đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các cầu thủ trẻ tại Việt Nam.